chúng ta cùng đến với tập 2 của bộ phim Thủy Quái Biết Đi. Tôi là Trề Người sẽ review phim hôm nay. Sau khi trị thương xong, Thủy Quái bước ra khỏi show và đi vào phòng. Thấy mọi người đang ngủ say và đồng hồ lúc này chỉ 4 giờ chiều, Thủy Quái biến hình trở thành một con thủy quái to lớn, với cái đầu bóng loáng đi ra khỏi phòng và chạy lên phòng gái chơi. Gõ cửa và khi cô gái bước ra khỏi phòng, con cá giơ tay lên nhảy điệu nhảy mono với cái nách thâm và mùi tỏi. Con cá uốn éo cong vẹo người và kết thúc với một hơi thở nồng nàn chưa đánh răng vào thứ bảy. Cô gái sợ hãi và cầm túi rác để ngay đầu giường ném cho nó. Con thủy quái sợ hãi và chạy ngay về phòng sau đó, nhảy lên giường tìm kiếm túi rác để đầu giường của mình để ngắm nó. Con thủy quái sững sờ khi phát hiện túi rác để đầu giường của mình đã bị lấy mất, mà không biết rằng là do mối tình đầu của anh là cô thủy đã lấy mất. Con cá liền chạy và đuổi theo để đòi lại túi rác, nhưng không may cho nó là cô Len đã loa tin cho cả trường biết rằng nó để túi rác ở đầu giường và ăn mì không rửa bát, khiến nó xấu hổ và phải đeo khẩu trang khi đi tập trung ở trường và bị cờ rút cười vào mặt khiến tóc nó hói nặng thêm. Đau lòng và xấu hổ khiến nó buồn sầu, than thở làm cho mồm nó vâu ra dày hơn. Chúng ta vừa xem hết tập 2 của Thủy Quái Biết Đi. Hãy đón xem tập 3 vào hôm con thủy quái có thêm drama nhé.